vành bezel trải xước bằng gốm, mặt số trải tia kết hợp phun cát. Đó là những điều mà Rolex Submariner thế hệ mới nhất không có. Vậy mà một thương hiệu con của Rolex trong cùng tập đoàn lại sở hữu hai cái chi tiết đáng giá này, chỉ có mức giá ở trên thị trường bằng khoảng 1/3 so với chiếc Submariner thế hệ mới nhất mà thôi. Và đó là chiếc đồng hồ nào? Có đáng để sở hữu hay không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ở trong video này quý vị khán giả nhé. Chiếc đồng hồ mà tôi đề cập ở đầu video đó chính là một chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập Belagos của thương hiệu Tudor. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là chiếc Tudor Belagos Titanium với đường kính 39mm, một phiên bản mới được giới thiệu tại Watch & Wonder 2022. Chúng ta sẽ đi từ từng chi tiết ở trên chiếc đồng hồ này. Đầu tiên đó chính là lớp vỏ chiếc đồng hồ này có một điểm rất là đặc biệt, không phải thương hiệu nào có thể làm được cái chi tiết này còn hơn cả Rolex. Đó chính là vành bezel của chiếc đồng hồ Tudor Pelagos size 39 này. Vành bezel của chiếc đồng hồ này thì được làm từ gốm và được hoàn thiện trải xước. Thời điểm đầu khi tôi sờ cầm vào chiếc đồng hồ này thì tôi nghĩ cái vành này nó làm từ nhôm, aluminum. Tuy nhiên là khi đọc những thông số và nhìn kỹ hơn, quan sát kỹ hơn thì tôi biết đây là vành bằng gốm. Như chúng ta đã biết thì gốm là một chất liệu dễ vỡ và khó có thể bị chảy xước. Vậy mà cái sự kết hợp giữa gốm và bezel được hoàn thiện chảy xước này nó lại là thách thức và nó tạo ra một cái hiệu ứng rất là thú vị. Khi mà tôi xoay cái vành này, đây quý vị có thể nghe thấy cái vành, cái tiếng kêu rất là chắc chắn và tiếng kêu của một sự chắc chắn. Chiếc đồng hồ này là điểm mà tôi rất thích ở lớp thân vỏ. Tiếp đến đó chính là lớp vỏ bằng titanium cấp 2 của thương hiệu, hoàn thiện hoàn toàn là chảy xước. Thì với việc chảy xước toàn bộ như thế này nó cũng có ưu điểm và cũng có nhược điểm. Ưu điểm ở đây nó là gì? Nó sẽ làm cho chiếc đồng hồ của chúng ta nhìn trông nó khá là hầm hố, nó khá là thể thao. Với cá nhân tôi thì tôi thích cái sự đan xen giữa chảy xước và đánh bóng. Nó sẽ tạo ra được những điểm nhấn ở trên chiếc đồng hồ một cách tinh tế. Về kích cỡ của chiếc đồng hồ này thì tôi thấy rất là phù hợp với cổ tay người Việt của chúng ta, với đường kính là 39mm và độ dày chỉ khoảng 11.8mm. Khoảng cách giữa hai càng lug to lug nó chỉ là 47mm, lên trên cổ tay của chúng ta rất là vừa vặn. Thì chiếc đồng hồ này chúng ta cũng sẽ có một cái khóa thông minh, thì chúng ta kéo giãn ra 0.8, gần 1cm thay đổi. Đó. Và khi chúng ta đi lặn bằng chiếc đồng hồ này thì chúng ta có thể tăng được 25cm. Điểm thứ hai mà tôi rất là ấn tượng với chiếc đồng hồ Tudor Pelagos size 39 này đó chính là mặt số. Mặt số của phiên bản Pelagos này là sự kết hợp giữa hai độ hoàn thiện một cách rất là tinh vi và vô cùng tinh tế, đó chính là chảy xước và phun cát. Về cọc số chỉ giờ của chiếc đồng hồ này thì thương hiệu đã sử dụng một chất liệu mới, đó chính là sự kết hợp giữa gốm và chất phát quang. Chiếc đồng hồ này thì còn có một điểm nhấn ở trên mặt số góc 6 giờ, đó chính là chữ Pelagos nhuộm chữ đỏ, màu đỏ cherry, rất là bắt mắt. Sau đây thì chúng ta cứ chuyển qua cỗ máy của chiếc đồng hồ này. Đây là cỗ máy MT5400, cỗ máy in-house với chứng nhận COSC đến từ Tudor. Cỗ máy in-house này thì chúng ta sẽ có thời lượng chữ cót lên đến 70 tiếng. Và độ hoàn thiện theo như thông số của hãng thì tôi nhìn thấy, mặc dù là chúng ta có thể chiêm ngưỡng trực tiếp, nhưng tôi thấy cỗ máy này cũng khá là bắt mắt và nhìn trông rất hiện đại. Chiếc đồng hồ này nếu như mà chúng ta thay dây cao su thì cũng rất là bắt mắt. Với khoảng giá của chiếc đồng hồ này ở trên thị trường đang dao động khoảng 127 triệu với giá hãng là 117 triệu thì tôi thấy nó rất là phù hợp và nó không bị quá overpriced. So với một chiếc Rolex Submariner thì hiện nay có mức giá ngoài thị trường nó khoảng tầm 380 triệu cho một chiếc mới, thì chiếc đồng hồ này chỉ giá bằng khoảng 1/3 mà có ưu điểm hơn, có những chi tiết tốt hơn. Ngoài ra thì với Tudor thì chúng ta có một quyền là được service bởi hệ thống của Rolex, thế nên là cái việc service là chúng ta đã không phải lo rồi. Có lẽ là Pelagos là một bộ sưu tập chưa được nhiều nhà sưu tầm để ý tới, cũng như là thương hiệu chưa truyền thông quá mạnh về bộ sưu tập này. Đó là lý do tại sao trên thị trường chiếc đồng hồ này chưa quá hot. Tuy nhiên là nếu chúng ta xét trên trường phái giá trị thì tôi đánh giá là chiếc đồng hồ này với mức giá đó là rất hợp lý. Nếu là quý vị khán giả thì quý vị khán giả sẽ lựa chọn chiếc đồng hồ này hay là sẽ cố gắng mua một chiếc Submariner?
comment ở phía dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.